Xin chào các bạn, đây là cái video số 4 của con thuộc min F1 số 88. Chúng ta tiếp tục ráp cái co, ráp cái lõi của nó. Cái lõi của nó cơ bản đã xong rồi, giờ chỉ còn ráp những cái chân này vô để cùm lại là xong. Cái miếng này nó rất là dễ rớt ha, cầm lên là rớt liền, nó không có khít. Cầm lên là có thể rớt. Cho nên là sau này chơi được cả mình phải cẩn thận cái miếng này. Cái miếng này không có khít lắm. Rồi, cái con này rất là dễ ráp, nó không có những cái que. Nó không có những cái que như những cái con kia. Những con kia thì cái con này nè, nó được sẵn cái lỗ nè. Thì nó sẽ làm những cái que, nó gắn cái trục xoay, con này không cần cái trục này. Cho nên là nó dùng cái miếng này để ráp vô thôi. Miếng này để kết nối lại thôi, chứ không có trục xoay. Đáng lẽ ở đây có trục xoay nữa nè. À, gắn một lần 10 chân ha. Đó. À, chúng ta đè vô. Mình rờ thử không có cái nào nó nhóm lên hết là được. Rồi, vô đây là cái cầu này nó sẽ khép kín lại hết cái mảnh vá, những mảnh vá cuối cùng. Mình gắn cái miếng đối diện cho nó cứng luôn. À, ráp hai miếng vô thì khối cầu nó đã cứng rồi. Thank you.
Nắp gì dễ rớt quá. Rồi, xong. Chúng ta đã xong cái cò, cái cốt ở bên trong. Bây giờ nó rớt ra nữa rồi các bạn. Cái miếng này rất là dễ rớt. Để làm sao cho nó dính cứng này. Đây, dư một miếng nè. Chúng ta tiếp tục làm mấy cái ráp mấy cái thành phần lại với nhau. Số 4, 60 cái này, 60 cái này.
12, 13, 14. Coi cái mã số gắn cho nó chính xác. Ba mươi hai. Một chín một bốn ba hai. Hai hai. Ba hai con này. Vậy. Đây. 11, 12. Rồi cái đèn vô. 1, 9, 1, 4, 11. Là con này đúng rồi. Gắn tới 13, 14. Đây nè, đúng rồi. Sẽ gắn hai cái này lại với nhau.
xong. Giờ mình đếm thử ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61. Ok. Giờ tiếp ha. Chúng ta đã xong con số 4 là được A4. Bây giờ ta sẽ làm con A5. Cũng 60 viên. A5 là con 31, 32 với lần 33, 34. 33, 34 là cái chân dài dài có mấy chấu nè. Để mình thấy. Đây. Đó, có cái số ở đây. Số 11 à. Số 33 là số 11. Đây số 33. Là số 11 à. Số 33. Đúng rồi, đúng là con này. Rồi, tiếp con 31. Đây. 31, 32. Đây, coi là 31 hay 32. Một, chín, 32. Đúng rồi. Cái này chụp lên. Nó có hai đầu. Cái đầu này chụp lên đây. Cái lỗ này nè, cái lỗ này phải vô chỗ này cho nên nó không có bị lộn đầu. À, con này gắn chân hơi cực ha. Nên nó cong.
Rồi, mình đếm thử ha. Cái số 6. Số 6 này hai chân chụp lên, chụp ngang qua. Hai chân đây là 191 401 với là 1402. Hai cái chân đây quá. Cái này bị dư. Con này nó bị hư, bị gãy. Ba mươi cái. 191402. Đúng rồi. Chín một bốn không một đúng luôn. Rồi ta ráp hai này lại. Ráp này lại thì ráp chiều ngang, ráp vô nó sẽ nằm như vậy. Không vừa đó, ráp gì không vừa đó, ráp gì nó vừa.
coi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31. Rồi, thì mình dừng cái video này ở đây nha. Cũng 40 gần 150 phút rồi, 47 48 phút rồi. Để mình đi kiếm thêm đồ để mình làm tiếp mấy con kia. Kiếm thêm mấy cái đồ đựng.